Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và sau đây sẽ là nội dung chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Quý vị thân mến, cây mít là một loại cây ăn quả quen thuộc ở các nước nhiệt đới, đặc biệt ở Việt Nam. Cây mít rất được yêu thích. Bằng chứng là từ Bắc trải dọc vào Nam, hình ảnh cây mít xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không những thế, nhiều người còn trồng cây mít ở trong nhà vì loại cây này mang ý nghĩa của sự tĩnh tâm, kiên cường, đoàn kết và trí tuệ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người thắc mắc là nên trồng cây mít ở vị trí nào trong nhà mình? Trước nhà hay phía sau nhà? Trong video ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ giúp quý vị giải đáp thắc mắc này, đồng thời chỉ cho quý vị vị trí đúng chuẩn nhất để trồng cây mít, giúp tăng thêm may mắn, thu hút tài lộc cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Quý vị cùng theo dõi nhé! Thứ nhất, vị trí không nên trồng cây mít. Nhiều gia đình thắc mắc liệu có nên trồng cây mít trước nhà không? Tuy nhiên, việc trồng cây mít trước cửa nhà thực ra lại không hề hợp với phong thủy nhà cửa. Thứ nhất, trong bách khoa phong thủy, cây mít là loại cây quen thuộc được trồng ở các ngôi chùa, cũng giống như cây bồ đề, cây đại. Và dù ở chùa, để hợp phong thủy, mít cũng chỉ được khuyên nên trồng trong vườn, phía sau hoặc hai bên chùa, mà không nên trồng cây ở phía trước cửa chùa. Vì trong phong thủy, loại cây mít thường tạo ra năng lượng tiêu cực, không nên trồng trước nhà nhằm hạn chế những điều không may xảy ra. Thứ hai, cây mít thuộc giống cây đại thụ thân gỗ, thông thường có kích thước lớn trung bình từ 8 đến 15 mét, có nhiều tán lá rậm rạp, nên trồng cây mít trước nhà không hề tốt, gây cản trở dương quang, nguồn ánh sáng mặt trời và ngăn sinh khí lưu thông vào đại môn, tức cửa chính của ngôi nhà. Trong khi đó, những chuyên gia phong thủy khẳng định trước ngôi nhà cần phải thoáng rộng, không bị che khuất tầm nhìn để giúp đem lại vận khí tốt tươi cho gia chủ. Thứ ba, cây mít có bộ rễ gắn sâu, chịu hạn tốt. Tuy nhiên, muốn cây sai quả thì nên trồng ở những vùng có lượng mưa từ 1.000mm trở lên. Khi không lưới, ngược lại cây mít chống úng kém nên vào những năm bị lụt, ở những đất bị úng, mít sẽ chết trước tiên. Thứ tư, ngoài ra mít là loại cây rụng nhiều lá, quả mít hư cũng dễ rụng, gây mùi hôi thối dẫn đến dụ nhiều ruồi nhặng nên không tốt cho sức khỏe con người. Qua những quan điểm trên, có thể thấy phong thủy cây mít trước nhà không được cho là tốt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những ý kiến được dân gian truyền miệng và không xác thực. Do vậy nên nếu gia chủ mong muốn trồng cây mít trước nhà, vẫn có thể tìm hiểu với các chuyên gia phong thủy để nắm rõ nhất. Theo một số chuyên gia phong thủy, quý vị có thể trồng cây mít ở hai bên cạnh nhà hoặc nếu có sân vườn thì nên trồng cách cửa chính hoặc cổng. Nên trồng cây mít sau nhà là tốt nhất, giúp cho ngôi nhà của bạn luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm cúng vào mùa đông, phù hợp với phong thủy nhà ở. Thứ hai, ý nghĩa phong thủy của cây mít. Cây mít là một trong những loại cây trồng phổ biến ở nước ta và phân bố rộng rãi ở tất cả ba miền Trung Nam, và đặc biệt là các vùng nông thôn tại các tỉnh, hầu hết mỗi hộ gia đình đều trồng từ một cây mít hoặc rất nhiều cây mít. Cây mít được biết đến không chỉ là một loại cây ăn quả ngọt, thơm mà còn mang tới giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao. Chính vì thế mà cây mít được rất nhiều người dân ưa trồng. Về mặt thực tế, cây mít mang lại nhiều lợi ích. Cây mít có thân cây to lớn và lá rậm rạp, tạo nên bóng mát và mát mẻ trong môi trường xung quanh. Đặc biệt, quả mít có giá trị kinh tế cao. Quả mít chứa nhiều dinh dưỡng và có hương vị thơm ngon, được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống và là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho sức khỏe con người. Không những thế, gỗ thân mít còn được đánh giá là một trong những loại gỗ làm nội thất văn phòng rất được ưa chuộng. Một số người cho rằng cây mít không có giá trị về mặt phong thủy như các cây khác, nhưng số người khác cho rằng cây mít tượng trưng cho sự đoàn kết, tĩnh tâm và kiên cường. Mặt khác, cây mít xanh quanh năm, đâm chồi nảy lộc,
tượng trưng cho sự phát tài phát lộc. Dù đất có cằn cỗi đến mấy thì lá mít vẫn xanh gắt, tượng trưng cho sự cố gắng vươn lên không ngừng, thăng tiến trong sự nghiệp. Trái mít thường mọc thành chùm, trong mỗi trái đều có rất nhiều múi, tượng trưng cho sự đoàn kết gắn bó, con cháu đông đúc, gia đình hạnh phúc. Mít có mùi thơm phức, trưng trái mít trong nhà để cả năm gia đình gặp nhiều tin vui. Người thường xuyên đi làm ăn thì gặp được nhiều kèo thơm, hợp đồng có lợi. Cây mít có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, có thể sống trong môi trường đất đai cằn cỗi, nhiều sỏi đá. Chính vì thế khi lựa chọn cây mít trồng trước nhà sẽ đem lại bóng mát, tạo nên khoảng không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên và không tốn quá nhiều công tưới nước chăm sóc. Tóm lại, cây mít không chỉ mang ý nghĩa phong thủy về sự đoàn kết, sum vầy, kiên cường và trí tuệ, mà còn mang lại những lợi ích thực tế về kích thước lớn, bóng mát và quả có giá trị kinh tế. Cây mít đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường sống tốt đẹp, cung cấp nguồn dinh dưỡng và đem lại thu nhập cho con người. Nhưng cây mít cũng là loại cây có nhiều cành lá sum xuê và mùa rụng lá, nếu gia chủ không thường xuyên quét dọn sẽ dễ làm mất đi mỹ quan chung của ngôi nhà, tạo cảm giác bừa bộn, u ám. Đặc biệt là vào mùa lá rụng, nếu không chăm sóc kỹ thì cảnh quan rất bừa bộn, mất thẩm mỹ, lại thu hút nhiều loại côn trùng, muỗi bọ. Trên đây là những thông tin xung quanh việc có nên trồng cây mít trước nhà hay không, và những ý nghĩa phong thủy mà loại cây cho quả có hương thơm ngào ngạt này đem đến. Quý vị có thể tham khảo và áp dụng cho ngôi nhà của mình nhé. Quý vị thân mến, trồng cây ăn trái phong thủy trước nhà được xem là một hoạt động ý nghĩa, vừa làm đẹp cảnh quan cho ngôi nhà, vừa góp phần tạo cây ăn trái. Tuy nhiên nên trồng loại cây nào để vừa phát huy công dụng mà lại vừa hợp phong thủy thì Phú Quý Tài Lộc tin rằng không phải quý vị nào cũng đều nắm rõ, phải không ạ? Vậy nên trong phần sau của video này, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý vị về những loại cây ăn quả nên trồng trong ngôi nhà của chúng ta. Quý vị nhất định không được bỏ lỡ nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, cây khế. Cây ăn trái phong thủy trước nhà nhiều may mắn. Cây khế trồng trước nhà đã lâu trở thành một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông. Với vẻ đẹp tự nhiên, cây khế không chỉ mang lại lợi ích phong thủy mà còn mang đến một lợi ích khác cho ngôi nhà và cảnh quan xung quanh. Theo quan niệm phong thủy, cây khế được cho là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Nó có khả năng hút và lưu trữ năng lượng tích cực, tạo ra một không gian sống cân bằng và thịnh vượng cho gia đình. Đặt cây khế ở vị trí phù hợp trước nhà có thể tạo điều kiện thuận lợi để hút năng lượng tốt và tăng cường tài vận cho cư dân. Không chỉ là biểu tượng phong thủy, trồng cây khế trước nhà còn mang lại lợi ích ăn quả tươi ngon và dinh dưỡng cho gia đình. Trái khế chứa nhiều vitamin và chất chứa oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Cây khế cũng là loại cây ăn trái phong thủy trước nhà góp phần tạo cảnh quan đẹp cho không gian sống. Với tán lá xanh mát và cảnh quan xung quanh nhà sẽ trở nên sống động và hài hòa với sự hiện diện của cây khế. Chăm sóc cây khế cũng không quá khó khăn. Nó cần ánh sáng mặt trời đầy đủ, đất đai tốt và việc tưới nước đều đặn. Nhờ tính chất dễ trồng và chăm sóc, cây khế trở thành một lựa chọn phổ biến cho người muốn kết hợp giữa lợi ích phong thủy và cảnh quan trong ngôi nhà của mình. Thứ hai, cây bơ. Cây ăn trái phong thủy trước nhà giá trị cao. Cây bơ trồng trước nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông. Nó được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và sự phát triển. Đặt cây bơ ở vị trí phù hợp trước nhà có thể tạo điều kiện thuận lợi để hút năng lượng tích cực và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Cây bơ không chỉ là một cây cảnh quan đẹp mà còn mang đến lợi ích ăn quả tuyệt vời. Trái bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và chất béo lành mạnh, tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa. Ưu điểm này khiến cây bơ trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người ưa thích thực phẩm tươi ngon và dinh dưỡng. Trồng cây bơ trước nhà theo phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảnh quan xanh mát và sinh động. Với tán lá xanh dày
và hình dáng trang trí, nó tạo ra một không gian sống tự nhiên và tươi mới. Cảnh quan xung quanh nhà sẽ trở nên hài hòa và thu hút với sự hiện diện của cây bơ. Chăm sóc cây bơ cũng không quá phức tạp. Cây thích hợp với ánh sáng mặt trời đầy đủ và cần được tưới nước đều đặn. Với việc đảm bảo đất đai tốt và chăm sóc đúng cách, cây bơ có thể phát triển khỏe mạnh và mang lại những lợi ích phong thủy và ăn quả tốt nhất. Thứ ba, cây cam quýt cảnh trồng trước nhà theo phong thủy. Cây cam và quýt là loại cây ăn trái phong thủy trước nhà, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa Á Đông. Những cây này được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Đặt cây cam và quýt ở vị trí phù hợp trước nhà có thể tạo điều kiện thuận lợi để hút năng lượng tích cực và mang lại sự phát triển cho gia đình. Cây cam và quýt không chỉ là một cây cảnh quan đẹp mà còn mang đến lợi ích ăn quả thơm ngon và bổ dưỡng. Trái cam và quýt chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, cây cam và quýt cũng tạo cảnh quan xanh mát và sảng khoái cho không gian sống. Với tán lá xanh mướt và hoa thơm, chúng tạo ra một không gian sống tự nhiên và hài hòa. Cảnh quan xung quanh nhà sẽ trở nên sinh động và thú vị với sự hiện diện của cây cam và quýt. Thứ tư, cây bưởi, loại cây trái phong thủy trước nhà nhiều lợi ích. Cây bưởi trồng trước nhà không chỉ là một cây cảnh quan đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông. Nó được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Đặt cây bưởi ở vị trí phù hợp trước nhà có thể tạo điều kiện thuận lợi để hút năng lượng tích cực và mang lại sự phát triển cho gia đình. Cây bưởi là loại cây ăn trái phong thủy trước nhà, mang đến lợi ích ăn quả tuyệt vời. Trái bưởi chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Bưởi cũng được biết đến với khả năng làm giảm cholesterol và cải thiện tiêu hóa. Cây bưởi cũng làm cho cảnh quan xung quanh nhà trở nên hài hòa và sinh động. Với tán lá xanh mát và hoa thơm ngát, nó tạo ra một không gian sống tự nhiên và trang nhã. Cảnh quan xung quanh nhà sẽ trở nên thư giãn và đẹp mắt với sự hiện diện của cây bưởi. Thứ năm, trồng cây vú sữa trước nhà theo phong thủy cho bóng mát. Cây vú sữa còn được gọi là cây sữa mẹ, không chỉ là một cây cảnh quan đẹp mà còn có ý nghĩa phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông. Đặt cây vú sữa trước nhà được cho là mang lại sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Nó được xem như một biểu tượng của sự bảo vệ, sự chăm sóc và sự ấm áp gia đình. Cây vú sữa là một trong những loại cây ăn trái phong thủy trước nhà, mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe. Trái vú sữa chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Ngoài ra, trái vú sữa cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tăng cường hệ tiêu hóa. Không chỉ là một cây cảnh quan, cây vú sữa còn làm cho cảnh quan xung quanh nhà trở nên xanh mát và tươi mới. Với tán lá rậm rạp và hình dáng trang trí, nó tạo ra một không gian sống tự nhiên và thư giãn. Sự hiện diện của cây vú sữa làm cho căn nhà trở nên hài hòa và thu hút. Chăm sóc cây vú sữa không quá khó khăn. Cây thích ánh sáng mặt trời và cần được tưới nước đều đặn. Đảm bảo đất đai tốt và chăm sóc đúng cách sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích phong thủy và ăn quả tốt nhất. Vậy quý vị có biết lợi ích của việc trồng cây ăn trái phong thủy trước nhà là gì không ạ? Cây ăn trái phong thủy, với vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị tâm linh của nó, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới. Cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp xanh mát cho không gian sống, mà còn mang lại năng lượng tích cực và cân bằng cho môi trường xung quanh. Các loại cây ăn quả phong thủy như cây cam, cây chanh, cây lê, cây mận, cây táo, cây lựu và nhiều loại cây trái khác được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc trong phong thủy. Chúng được cho là có khả năng hút và tạo ra năng lượng tốt cho ngôi nhà hoặc văn phòng. Ngoài việc mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho không gian sống, trồng cây ăn trái phong thủy trước nhà cũng có thể cung cấp thực phẩm tươi ngon và dinh dưỡng cho gia đình. Trái cây chứa nhiều chất oxy hóa và vitamin, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, việc đặt cây ở vị trí phù hợp trong ngôi nhà hoặc văn phòng cũng quan trọng để tận dụng tối đa năng lượng phong thủy mà cây mang lại.
Quý vị thân mến, với tất cả những lợi ích về mặt tâm linh, sức khỏe và thiết kế nội thất, cây ăn quả phong thủy đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều người muốn tạo ra không gian sống thịnh vượng và hài hòa. Hãy mang một chút phong thủy vào cuộc sống của mình bằng cách trồng và chăm sóc một cây ăn quả phù hợp quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.